Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 47 chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur, Malaysia. Lào, thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Đẩy mạnh đầu tư tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những người trẻ Việt Nam đã và đang học tập, sinh sống ở nước ngoài luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với quê hương đất nước. Có thể nhận thấy điều này qua hoạt động của câu lạc bộ du học sinh mà chúng ta vừa xem, hay như câu chuyện tiếp theo ngay sau đây kể về Dieu Linh và Dieu Ân, hai tài năng piano người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nga. Năm nay, hai chị em Dieu Linh và Dieu Ân trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ hè, nhưng không phải là biểu diễn piano mà là tham gia một hoạt động ý nghĩa, đó là dạy nhạc cho các trẻ em tự kỷ tại Hà Nội. Đoạn nhạc này đã từng chinh phục những đôi tai khó tính nhất của các giải thưởng piano tại nhiều quốc gia. Song tấu piano, Dieu Ân và Dieu Linh thường biểu diễn trong các khán phòng âm nhạc danh tiếng nhất tại Nga. Hôm nay, hai chị em, chủ nhân của nhiều giải thưởng piano quốc tế, lại đem tiếng đàn dương cầm và những kỹ năng của mình dạy lại cho các em nhỏ trường học dành cho trẻ tự kỷ mang tên SforA tại Hà Nội. Lúc đầu bạn đánh nhanh quá và cũng hơi vội nhiều, giống tim mình ấy, mình không phải là tao tầm, xong là nhanh lên xong là nó lại chậm. Mình là có cái tim nó có cái rhythm có tao tầm, nhưng bạn đánh cũng tốt được. Thì mình nghĩ là để nếu mà bạn tập nhiều hơn và tập chậm để bạn biết mấy cái lỗi của mình ấy thì sẽ đánh bài này cũng tốt được và hay. Và sau một vài hướng dẫn của Diệu Ân, bạn nhỏ này đã biết cách đánh hay hơn đoạn nhạc quen thuộc mà em vẫn thường tập hàng ngày. Em đang đánh đoạn nhạc gì? Em đang đánh là Hạnh Phúc. Em có thích những gì Diệu Ân vừa chỉ dạy không? À. Cô em gái Diệu Linh ngoài khả năng piano còn có đam mê vẽ tranh. Buổi chiều hôm nay, Linh đã vẽ một góc phố Hà Nội, nơi có ngôi nhà của bà nội em để tặng các bạn ở đây. Còn mỗi bạn thì đều cố gắng vẽ xong bức tranh của mình để tặng Linh. Các bạn ở trường SforA khá là năng khiếu và mặc dù các bạn vẫn bị một số hạn chế do chứng tự kỷ. Tuy nhiên các em vẫn đang được học tập, học vẽ tranh, học nhạc và các kỹ năng khác. Chơi cùng với các bạn ở đây cũng khá thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc và giao lưu với các bạn bị chứng tự kỷ và lần đầu tiên có được không khí gần gũi và thân thiện như vậy. Một buổi chiều ở trường SforA tuy ngắn ngủi nhưng đem lại cho Diệu Ân và Diệu Linh nhiều cảm xúc và suy nghĩ. Hai em quyết định sẽ tham gia một buổi diễn piano từ thiện tại Hà Nội vào tối nay. Số tiền bán vé của buổi diễn này sẽ dành để ủng hộ cho trẻ em tự kỷ tại trường SforA. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.